Vừa qua, hội thảo khởi động dự án tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương, sự tham gia đông đảo của các sở công thương và các thành viên cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA. Tại hội thảo, đại diện vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Bộ Công Thương cho biết, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được thực hiện ở Việt Nam hơn 10 năm nay, nhưng phần lớn các giải pháp giúp tiết kiệm và nâng cao hiệu quả mới chỉ dừng lại ở giải pháp quản lý và giải pháp không yêu cầu đầu tư hoặc yêu cầu mức đầu tư thấp việc thực hiện các giải pháp yêu cầu mức đầu tư lớn hoặc chuyển đổi công nghệ để tiết kiệm năng lượng vẫn còn rất hạn chế do các doanh nghiệp công nghiệp thiếu nguồn lực về tài chính muốn thực hiện được các doanh nghiệp bắt buộc phải tìm đến sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính Chính vì vậy, dự án hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy thị trường đầu tư tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam của chính phủ Hàn Quốc thông qua COICA trị giá 1,9 triệu đô la Mỹ cùng phối hợp với dự án hiệu quả năng lượng cho doanh nghiệp công nghiệp của Việt Nam của Ngân hàng Thế giới Việt Nam với vốn vay 100 triệu đô la Mỹ sẽ giúp các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư cho tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng.